Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Mỹ bác đường lưỡi bò của Trung cộng trên biển Đông và biển Đông chắc chắn sẽ dậy sóng. Hiện đã có nhiều dự đoán là tình hình biển Đông sẽ căng thẳng hơn trong những ngày tới đây sau khi Mỹ bác bỏ tuyên bố chủ quyền đường lưỡi bò của Trung Quốc tại biển Đông. Một ngày sau khi Mỹ bác bỏ tuyên bố chủ quyền hình lưỡi bò mà Trung Quốc ngang ngược tự tuyên bố trên Biển Đông hôm thứ Ba 14 tháng 7, khu trục hạm trang bị hỏa tiễn dẫn đường USS Raft Johnson của Mỹ đã đi qua vùng biển tranh chấp ở khu vực quần đảo Trường Sa. Không, không thể nói là USS Johnson có đi vào bên trong khu vực phạm vi 12 hải lý của đảo nhân tạo hay không, nhưng bản thông báo Thông cáo báo chí của hạm đội 7 Hải quân Hoa Kỳ cho rằng chuyến tự do hàng hải này khẳng định các quyền, các sự tự do và sự sử dụng hợp pháp vùng biển được luật pháp quốc tế công nhận. Chuyến đi cũng thách đố những cấm đoán đi lại tự do mà Trung Quốc, Việt Nam, Đài Loan áp đặt tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp và bao trùm rộng lớn trên biển đông đe dọa nghiêm trọng đến quyền tự do trên biển gồm cả quyền tự do hải hành và phi hành tự do thương mại và cơ hội tự do kinh tế của các nước có bờ biển tại biển đông theo tin của học viện hải quân hoa kỳ usni Nước Mỹ từ nay sẽ không còn đứng bên lề khi Trung Quốc dùng chiến thuật côn đồ để lấn tới trong các cuộc tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. NI thuật lời của ông David Stilwell, phụ tá Ngoại trưởng Mỹ về Đông Á và Thái Bình Dương, nói trong một cuộc thảo luận trên mạng do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS tổ chức, là nếu Bắc Kinh tiếp tục ngăn chặn ngư dân Philippines đến đánh cá tại bãi cạn Scarborough hoặc quân sự hóa nơi đó, Mỹ sẽ coi đó là những hành động nguy hiểm. Ông Stubel, một cựu thiếu tướng không quân, nói thêm rằng bây giờ chúng tôi không còn cho rằng chúng tôi trung lập nữa. Trước đó, trong bản tuyên bố phổ biến trên trang mạng của Bộ Ngoại giao M Mỹ, Bộ trưởng Mike Pompeo nói Trung Quốc đã không đưa ra lời tuyên bố chủ quyền rõ ràng và hợp pháp về biển Đông và Hoa Kỳ chỉ công nhận chủ quyền 12 hải lý tính từ bờ biển hoặc ở các đảo hợp pháp nào đó và đúng với công ước của luật quốc tế. Bản tuyên bố của ngoại trưởng Pompeo viết rằng thế giới sẽ không cho phép Bắc Kinh coi toàn vùng biển Đông là của họ nước mỹ đứng cùng với các đồng minh ở vùng đông nam á và có đối tác trong việc bảo vệ chủ quyền của họ đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên ngoài biển theo đúng với công pháp quốc tế chúng tôi đứng cùng với các cộng đồng thế giới để bảo vệ quyền tự do hải hành và tôn trọng chủ quyền và bác bỏ mọi nỗ lực nhằm dùng quyền của kẻ mạnh ở biển đông hay các nơi khác trong khu vực theo ông Clon Coswilin, một chuyên gia về vấn đề khu vực và Biển Đông của Singapore, Trung Quốc có thể gia tăng sự thách đố với các hành động gia tăng của Mỹ trên Biển Đông, như vậy sẽ gia tăng nguy cơ xung đột. Bình luận về tuyên bố của Mỹ Geolien Triệu Lập Kiên, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu rằng Hoa Thịnh Đốn là bất cứ thứ gì để khuấy động Biển Đông và suối bẩy các nước trong khu vực chống lại Trung Quốc. Trương Quốc Tổ, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á của Đại học Gia Môn, Trung Quốc, bình luận trên tờ Hoàn Cầu Thời báo rằng Mỹ đang chú trọng vào vấn đề Biển Đông vì họ tin rằng Biển Đông là lá bài tốt nhất để kiềm chế Trung Quốc trong khi vấn đề thương mại không làm cho Trung Quốc chịu nhịn áp lực ngắn hạn. Trương Quốc Tỏ còn khoe rằng Biển Đông hoàn toàn nằm trong tầm tay của quân đội Trung Quốc với những loại vũ khí chiến lược như hỏa tiễn tầm xa liên lục địa. Ông Cạ Thê -ơ, giáo sư danh dự Học viện Quốc phòng Hoàng gia Úc viết trên trang tham vấn chính sách mới đây rằng rất có thể Cộng sản Việt Nam sẽ tiến đến nâng tầm quan hệ với Mỹ từ đối tác toàn diện lên thành đối tác chiến lược vào năm tới sau khi đã có Tổng Bí Thư Đảng mới ở nhiệm kỳ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu đúng như lời của ông Thạ Cạ Thê Ơ dự đoán khi đó tình hình khu vực sẽ nhiều biến động ảnh hưởng đến Việt Nam nhiều hơn nữa. Trong cuộc họp báo hôm 13 tháng 7 năm 2020, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã công bố lập trường của chính quyền đô la Trung về Biển Đông. Các yêu sách của Bắc Kinh đối với các nguồn tài nguyên ngoài khơi ở hầu hết Biển Đông là hoàn toàn bất hợp pháp. Chiến dịch bắt nạt của họ nhằm kiểm soát chúng cũng như vậy. Bắc Kinh đã không đưa, đưa ra được cơ sở pháp lý dứt quán nhất quán nào cho yêu sách đường 9 đoạn đường lưỡi bò ở Biển Đông. Trong phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016 của Tòa Trọng Tài đã bác bỏ yêu sách hàng hải của China, cho rằng đây là yêu sách không có cơ sở luật pháp quốc tế có thể nói đây là lần đầu tiên mỹ thể hiện lập trường cứng rắn xem trung quốc là kẻ xâm phạm phi pháp vì các hành động các hoạt động bành trướng ở biển đông lập trường cứng rắn này thể hiện nước mỹ sẽ đứng về phía việt nam cùng với các nước châu á trong việc bảo vệ các quyền chủ quyền cũng như quyền tài phán của những nước này với các tài nguyên ở đây tuân theo luật pháp quốc tế ngay lúc này, nước Mỹ tuyên bố trong tương lai sẽ hành động chung. Chúng ta đã thấy rõ nước Mỹ mở hết cánh cửa tốt đẹp để cho Việt Nam đứng chung trong việc tìm kiếm sự ổn định. Nhưng thái độ quy phục tàu của Cộng sản, Việt Nam gần như muốn khép lại ở cánh cửa tốt đẹp ấy. Dù thái độ gì đi chăng nữa, chúng ta có thể thấy được nước Mỹ là bạn ít nhất trong lập trường về Biển Đông, chứ không phải là kẻ thù có thể là đồng minh tốt của Việt Nam nữa trong tương lai về việc ngăn chặn sự ngông cuồng của Trung Quốc bắt nạt ở Biển Đông và cả trong khu vực. Mỹ có phá hoại nền kinh tế Việt Nam để đưa Việt Nam vào quỹ đạo lệ thuộc Mỹ hay không? Hoàn toàn không có. Và Mỹ có gây hấn ở Biển Đông đâm chìm tàu cá của Việt Nam giết hại ngư, vân, ngư dân Việt Nam hay không? Rõ ràng là không. Mỹ có những thủ đoạn thâm độc làm suy nhược nói giống Việt Nam hay không? đó cũng không nốt. Lịch sử chứng minh cho thấy những quốc gia chơi với Mỹ là đồng minh là những quốc gia phát triển, văn minh, có ít, ít có quốc gia nào bắt nạt. Chiều ngược lại thì chơi với tàu đều bị thiệt thòi về mọi mặt và có nguy cơ mất cả chủ quyền. Vậy mà Võ Tiến Trung, Thượng tướng về hưu đã thay mặt Hà Nội cũng như thay mặt Bắc Kinh lên án Mỹ rằng hành động của Mỹ nhằm dằn mặt Trung Quốc khẳng định tầm ảnh hưởng của Mỹ với thế giới, nhưng nó cũng trùng với việc chúng ta đang phản đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền của nước ta. Nói như vậy để thấy Mỹ đến Biển Đông và có hành động với Trung Quốc là mục đích của họ, không phải đơn thuần để giúp đỡ Việt Nam hay các nước ASEAN trong việc bảo vệ chủ quyền. Dù Mỹ có xấu hay tồi tệ đến thế nào đi chăng nữa, trong việc phát ngôn của ngoại trưởng Mỹ phản đối Trung Quốc ở Biển Đông, có thể thấy đó là bạn Còn kẻ xâm lược Trung Quốc mới là thù Tướng Võ Tiến Trung thân làm tướng Mà việc xác định ai là bạn ai là thù Không biết hay là tướng Trung là tướng Tàu Bộ Người Giao Mỹ dạng sáng hôm 14 tháng 7 Chính thức công bố lập trường của Mỹ Về các yêu sách ở Biển Đông Được chờ đợi nhiều ngày qua Tuy Mỹ từng nhiều lần tuyên bố các yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông là vi phạm. Nhưng đây là lần đầu tiên Washington bác bỏ các yêu sách này một cách cụ thể và chính thức. Tạm lướt qua những phát biểu lên án Trung Quốc thường thấy trên các tuyên bố trước kia, chi tiết về lập trường của Mỹ nằm trong ba đoạn chính yếu dưới đây. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa PRC không thể khẳng định yêu sách biển một cách hợp pháp bao gồm bất kỳ yêu sách về vùng đặc quyền kinh tế EEZ xuất phát từ bãi Scarborough và quần đảo Trường Sa đối với Philippines trong khu vực và tòa đã xét thấy nằm trong EEZ của Philippines hoặc thêm lục địa của nước này. Việc Bắc Kinh quấy rối hoạt động nghề cá và phát triển năng lượng ngoài khơi của Philippines trong khu vực đó là bất hợp pháp. Bất kỳ hành động đơn phương nào của PRC nhằm khai thác Tài nguyên đó cũng như vậy. Theo phán quyết ràng buộc về mặt pháp lý của tòa thì PRC không có yêu sách về lãnh thổ hoặc biển hợp pháp đối với đá vành khanh hoặc bãi cỏ mây. Vì Bắc Kinh không đưa ra được một yêu sách biển hợp pháp chặt chẽ về Biển Đông, Hoa Kỳ bác bỏ yêu sách của Trung Quốc đối với vùng biển nằm ngoài lãnh hải 12 hải lý xuất phát từ các đảo mà họ tuyên bố chủ quyền ở quần đảo Trường Sa không gây tổn hại đến yêu sách chủ quyền của các nước khác đối với các đảo như vậy do đó hoa kỳ bác bỏ mọi yêu sách biển của prc tại vùng biển xung quanh bãi từ chính ngoài khơi của việt nam cụm bãi cạn Lukonia ngoài khơi malaysia vùng biển thuộc vùng quyền kinh tế đặc quyền kinh tế của brunei và đảo natuna lớn ngoài khơi indonesia bất kỳ hành động nào của PRC quấy rối hoạt động nghề cá hoặc phát triển dầu khí của các nước khác ở trong vùng biển này hoặc thực hiện hoạt động đó một cách đơn phương là phi pháp. PRC không có yêu sách lãnh thổ hoặc biển hợp pháp hoặc xuất phát từ bãi James một thực thể địa lý hoàn toàn chìm dưới nước biển chỉ cách Malaysia 50 hải lý và cách bờ biển Trung Quốc 1.000 hải lý. Bãi James thường được bộ máy tuyên truyền của PRC gọi là lãnh thổ cực nam của Trung Quốc. Luật pháp quốc tế rất rõ ràng không một quốc gia nào có thể yêu sách một thực thể địa lý nằm chìm dưới mặt biển như Bãi James và nó không có khả năng làm phát sinh các yêu sách biển. Bãi James ở độ sâu 20m so với mặt nước biển không phải là không bao giờ là lãnh thổ của Trung Quốc và Bắc Kinh không thể khẳng định bất kỳ quyền và biển hợp pháp nào ở đó. Đầu tiên, lập trường mới minh định của Mỹ phù hợp với công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982 và phán quyết của tòa về phiên tòa Philippines kiện Trung Quốc về biển Đông năm 2016 nó phù hợp với công thư của phái đoàn thường trực Mỹ tại Liên hợp quốc vào đầu tháng 6 và công hàm gửi Trung Quốc ngày 28 tháng 12 năm 2016 sau khi có phán quyết của phiên tòa giữa Philippines và Trung Quốc vào tháng 7 năm 2016. Tuy nhiên có một điểm mới và đáng chú ý là Mỹ Nêu rõ việc bác bỏ mọi yêu sách biển của PRC tại vùng biển xung quanh bãi từ chính ngoài khơi của việt nam cụm bãi cạn Luconia ngoài khơi Malaysia vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Brunei và đảo Natuna lớn ngoài khơi của Indonesia đây là những khu vực không nằm phạm vi phán quyết của tòa án năm 2016 ngoài việc bác bỏ đường lối bò chung chung của tàu cộng. Rõ ràng Mỹ đã đứng về phía Việt Nam trước việc Trung Quốc quấy phá hàng loạt các hoạt động nghề cá và khai thác dầu khí hợp pháp của Việt Nam ở khu vực này, tương tự đối với khu vực bãi cạn Luconeo với Malaysia và vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Brunei, đảo lớn Natuna đây là những khu vực trở thành điểm nóng trong thời gian qua trước hoạt động quấy phá của tàu chiến, tàu hải cảnh, tàu khảo sát, tàu dân binh và tàu cá Trung Quốc. Trước đó, đối với Việt Nam rõ ràng là một động thái hết sức hoàn ngành và đập tàn luật điệu của Trung Quốc cho rằng khu vực bãi tư chính là khu vực tranh chấp. Nghĩa là sẽ không còn chuyện Mỹ kêu gọi chung chung các bên hãy giải quyết hòa bình các tranh chấp ở khu vực này mà chỉ đích danh bất kỳ hành động nào của PRC cuối giới hoạt động nghề cá hoặc phát triển dầu khí của các nước khác ở vùng biển này hoặc thực hiện các hành động đó một cách đơn phương là phi pháp. Trong lập trường của mình, Mỹ vẫn khéo léo giữ quan điểm trung lập với các tranh chấp lãnh thổ tức Mỹ không xác định nước nào là chủ quyền đối với các thực thể có thể yêu sách chủ quyền ở khu vực. Tuy nhiên, Mỹ đã bác bỏ hầu hết các yêu sách biển của Trung Quốc ở phía nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa. Phần khu vực phía Bắc và khu vực quần đảo Hoàng Sa không được nhắc đến vì chưa có phán quyết cụ thể của tòa ở khu vực này. Nhiều khả năng chỉ có thể đã được thông qua một phiên tòa do chính Việt Nam để đơn. Như vậy, đối với một khu vực biển ở phía Nam biển Đông bao gồm ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, Mỹ không giữ vị thế trung lập mà đứng về phía luật pháp quốc tế, về phía lẽ phải, bao gồm luật biển và phán quyết của tòa, qua đó đứng về phía các nước bị Trung Quốc cưỡng ép và đe dọa. Ngoài ý nghĩa về pháp lý và biểu tượng chưa rõ lập trường minh định của Mỹ sẽ dẫn đến những hệ quả thực tế nào. Tuy nhiên, nó có thể mở đầu cho các hoạt động, các hành động cứng rắn hơn của Mỹ trong việc bác bỏ yêu sách biển phi pháp của Trung Quốc thông qua các phương diện quân sự, ngoại giao và pháp lý. Đặc biệt, nó có thể mở đường cho việc trừng phạt Trung Quốc sau khi xác định rõ ràng giới hạn hành động hợp pháp và phi pháp. Chẳng hạn, trừng phạt các cá nhân tổ chức tham gia vào việc quấy phá hoạt động nghề cá, thăm dò khai thác dầu khí hợp pháp của các nước khác hoặc đơn phương thực hiện các hành động phi pháp như thăm dò khai thác dầu khí. Theo thông tin từ một số người trong giới quan sát, Mỹ đã thông báo trước các nước liên quan về lập trường của họ trước khi công bố vào sáng nay. Có thể thấy rõ được sự tức tối của Bắc Kinh khi chỉ vài tiếng sau khi lập trường công bố, người phát ngôn đại sứ quán Trung Quốc của Washington đã đưa ra tuyên bố phản đối. Lập trường mới của Mỹ có thể mở ra một giai đoạn mới ở biển Đông với ý nghĩa dịch chuyển chính sách không thua kém phát biểu của ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tại hội nghị ASEAN ở Hà Nội năm 2010 khi tuyên bố Mỹ có lợi ích quốc gia trong việc giải quyết hòa bình và các tranh chấp ở khu vực. Phát biểu của Ngoại trưởng Clinton khi ấy mở ra cho giai đoạn mới đối với tình hình Biển Đông, vốn diễn ra sau việc Việt Nam-Malaysia liên danh đệ đơn lên Ủy ban danh giới thêm lục địa Liên Hợp Quốc và việc Trung Quốc công khai yêu sách đường lưỡi bò một năm trước đó, 2009. Này lập trường mới của Mỹ được công bố sau khi Malaysia khai màu cái gọi là cuộc chiến công hàm ở Biển Đông vào cuối năm 2019 cũng liên quan đến việc đệ đơn lên Ủy ban danh giới thêm lục địa Liên Hợp Quốc. Những phân tích bình luận sâu hơn về vấn đề này có thể sẽ được tìm thấy tại Hội thảo Biển Đông lần thứ 10 do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Mỹ tổ chức khai mạc vào ngày 14 tháng 7 giờ Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình của chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.